Ôi, lâu lắm mới có cơ hội gặp mọi người trên kênh của Thủy Sinh Vô Ưu. Hôm nay thì đang chuẩn bị đi quay một cái vlog đến một cái gọi là cơ sở Terrarium ở Hà Nội. Giới thiệu mọi người một nơi mà mình nghĩ thực sự cũng sẽ là một cái điểm đến rất là thú vị cho các anh em yêu thích thủy sinh. Mà rời lắng quá, ui, lắng, phải mặc mấy cái áo, ui mọi người coi, nhìn lắng kinh khủng luôn. Bây giờ là khoảng 10 giờ rồi, nhiệt độ nó khoảng tầm 38, 39, 40 độ. Quá kinh khủng. Hà Nội tầm này thì đúng là quá kinh khủng luôn. Và mong rằng một cái video như thế này sẽ mang đến một cái địa điểm mới, một cái sự trải nghiệm mới, giúp mọi người có thêm những cái sự lựa chọn với những cái điểm đam mê mới. Và mong rằng mọi người hãy theo dõi cái video này đến cuối cùng giúp mình nhá. Và sau khoảng gần 40 phút di chuyển thì mình đã đến được ngõ 8 Quang Trung. Nó ở để nó ghi được tổ dân số 6 nhá. Nhìn là ngõ 8 chứ không phải là số 8 đâu. Mà nếu mọi người đi tìm ấy thì nó sẽ loanh quanh ở đâu đó khoảng 330 Quang Trung ấy này. Đó, 330 có cái cầu vượt đó. Rồi. Nó nằm ở trong con ngõ khá là nhỏ. Nhưng mà rất là mát mẻ nhá. Sau khoảng gần 50 phút xa xôi di chuyển thì mình đã đến được đại bản doanh của Trung Forest. Anh em thấy gì không? Đây không phải là lần đầu tiên mình đến đây, lần thứ hai rồi. Tuy nhiên là mỗi lần đến đây thì mình vẫn cảm thấy rất là như nào nhỉ? Như kiểu là mình được hòa cùng với thiên nhiên ấy. Mà cái cảm giác này thì hầu như là khi mà mình chơi thủy sinh thì nó không có. Bởi vì anh em mình chơi thủy sinh thì hầu như là tất cả nó ở dưới nước. Còn cái cảm giác mà khi của kiểu rừng nhiệt đới các thứ ấy thì chắc là chỉ có đến Terrarium thì chúng ta mới có thể là được cái cảm giác đấy. Mong rằng hôm nay chúng ta sẽ có thêm một cái trải nghiệm mới với một cái niềm đam mê và một cái thú vui mới. Cảm ơn anh đã dành chút thời gian để tham quan Trung Refresh. Đây là góc showroom của mình. Đây có một số sản phẩm Terrarium. Với giới thiệu qua để mọi người thì Terrarium là một hệ sinh thái thu nhỏ được trồng trong bể kính trong suốt. Nó khác với thủy sinh là ở đây là hệ cạn. Các bạn có thể thấy là hệ thực vật nuôi trong môi trường cạn. Ừ, anh thì anh thấy là cái layout nó cũng rất là giống với kiểu thủy sinh của bọn anh ấy. Đây, chẳng qua là nó không có nước thôi. Đây, layout này em đang nghiên cứu để phát triển thêm những cái phong cách mới trong Terrarium. Hiện nay thì Terrarium chưa được phát triển như thủy sinh và phong cách nó vẫn chưa được rõ ràng như thủy sinh. Như đây là một layout về bộ cục nature. Đấy, cũng dùng nũa vụn với các thứ và rêu y hệt như anh em chơi thủy sinh. Tuy nhiên là có một cái điều là anh thấy là anh em làm mà kiểu dạng muốn ăn ngay ấy thì chơi Terra rất là hợp. Bởi vì nếu mà chơi thủy sinh thì mình phải cấy rồi là trồng một thời gian rất là lâu. Terra thì mình có thể đắp vào phát là nó sẽ xanh luôn như thế này rồi. Về hệ thực vật thì nó dễ hơn thủy sinh rất là nhiều. Thì mình chỉ cần đặt vào giá thể là nó sẽ sống được. Và một phần nữa là anh thấy thì mấy cái bể mà anh cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà anh thấy cái điểm là lúc nào mình cũng thấy là
nó sẽ rất là kín chứ nó không hở như của bể thủy sinh. Dạ vâng, terrarium thì chia ra hai loại, đó là một là kín, hai là hở. Kín thì nó sẽ giúp giữ được ẩm trong bể và cung cấp ẩm trong bể cho mình, có thể gọi là mình không cần chăm sóc nhiều nhưng nó vẫn sống rất là tốt. Không cần chăm sóc nhiều. Có nghĩa là một cái hệ thực vật khép kín như cái bể này đúng không? Hệ thực vật xoay tròn. Chúng hơi nước bay lên và nó ngưng tụ ở trên thành bể và rơi xuống, tạo một hệ tuần hoàn. Ok. Cũng là một điểm hay ấy nhỉ. Vâng. Cái này thì ưu điểm là mình không cần chăm sóc nhiều nhưng nó vẫn được giữ được ẩm tốt trong bể. Một vài hiện tượng thì anh hay thấy nó hay bốc hơi như thế này này. Vâng. Đó, chắc là cũng là một cái điểm yếu. Một số mẫu bể mới thì nó sẽ bốc hơi cao, tại vì lượng nước trong này rất là cao. Sau thời gian thì nó ổn định thì mình sẽ giảm lượng nước lại. Đấy, nó sẽ giữ được ẩm trong nền. Đây, còn đây là một mẫu hệ mở. Hệ mở này thì cây nó chịu khô tốt hơn. Còn hệ kín thì nó sẽ sử dụng được một số loại cây nó mọng hơn. Nhưng mà anh thấy cái hệ động thực vật ở trên này thì nó đa dạng hơn ở dưới nước. Vâng, đúng rồi. Bởi vì mình cũng có được rất là nhiều những cái cây mà kiểu dạng trồng cạn ấy, mình có thể kết hợp vào đây. Tại vì thực ra là hệ thực vật trên cạn nó đa dạng hơn nước rất là nhiều. Nhưng mà có một cái điểm là nó không có nhiều động vật như ở bể cá cảnh đúng không? Vì anh thấy em cũng có chơi cả mấy cái bể thủy sinh như này. Dạ vâng, em cũng có chơi một nhiều phong cách và em thấy Terra là hợp nhất với em. Tại vì em ít thời gian chăm sóc. Đúng rồi. Thủy sinh thì nó sẽ cần nhiều thời gian hơn. Vâng. Vì mình sẽ phải tỉ mỉ vì nó sẽ phát sinh ra những nhiều cái vấn đề như kiểu là rêu hại rồi là độc nước các thứ. Dạ vâng. Cái này thì để trong văn phòng mình không cần chăm sóc nhiều nhưng thủy sinh nó vẫn sống tốt. Rồi, đây là một cái bể mình thấy rất là đẹp nha. Là một người mà yêu thích cái màu xanh đỏ nó phải kết hợp với nhau ấy thì anh rất thích những cái bể nó có cái phong cách nó màu mè như thế này này. Đó, ui, khi mà mở cái kính ra mọi người thấy không, nó sẽ đẹp đi rất là nhiều ấy. Vừa nãy mình nhìn qua cái kính nó hơi bị nhiều hơi xương. Đúng rồi. À, còn thêm một cái này nữa để trang trí. Một số cái trang trí là hay. Totoro à? Totoro. Đó. Cũng là một cái rất là hay khi mà chúng ta có thể là tạo ra một cái hệ sinh thái khép kín với một cái bể terrarium kính như thế này. Hơi nước sẽ bốc lên và sẽ lại ngưng tụ rơi xuống dưới như kiểu là mưa ấy. Anh em thấy hay không? Chúng ta chơi thủy sinh thì sẽ không có cái hiện tượng mưa này đâu, chỉ có hiện tượng mất hơi nước thôi. Và đây phải là rất là phê bình một bác chơi terrarium mà chơi thủy sinh mà không kiểu xử lý lũa trước đây này. Đấy. Nó già đang rất là nhiều nhớt ở đây. Nhưng mà đây là một cái bể hôm trước anh xem ở trên TikTok cũng rất là đẹp. Nhưng mà chắc hôm đấy là mình chưa kịp xử lý nên hôm nay nó ra khá là nhiều nhớt lũa. Ở bên này thì anh thấy có rất là nhiều cây. Dạ vâng, giới thiệu với mọi người, đây là khu vực chăm sóc và nuôi dưỡng cây của mình. Ở hai giàn này thì mình sử dụng một số loại rêu được trong môi trường hệ kín. Thứ nhất là trước khi đưa vào bể terrarium thì hệ thực vật đã được chăm sóc và nuôi dưỡng trong môi trường tương tự như bể terrarium mà mình muốn setup. À, đây là mình sẽ nuôi dưỡng cây ở đây. Đúng rồi. Sau để khi vào bể nó sẽ không bị sốc. Nó sẽ cũng kiểu sốc như aqua đấy nhỉ. Dạ đúng rồi. Cũng bên aqua có rất là nhiều những cái dòng cây mà chúng ta sẽ phải xử lý chăm sóc trước khi ấy. Tại vì thay đổi môi trường sống đột ngột thì nó sẽ ảnh hưởng đến cây rất là nhiều. Và chúng ta sẽ phải giữ ẩm bằng cách là chúng ta sẽ dùng những cái hộp nhựa như thế này. Để có thể là giữ ẩm cho nó và chăm sóc chúng. Dạ vâng. Đây là một số chỗ mà tập chỗ nghiên cứu cây. Đấy, có một góc nghiên cứu cây nữa. Đây là một góc nghiên cứu cây của em. Một số loại rêu và các loại cây bán cạn có thể sử dụng trong bể terrarium. Những cái giá thành của những cái dòng cây này nó có đắt không? Dạ cũng tùy cái. Có một số loại cây mà nó nuôi trồng được thì nó giá nó sẽ giảm hơn, còn một số loại cây mà kiểu khai thác thì nó sẽ giá sẽ cao hơn một tí. Cũng sẽ có hai dòng là phân biệt giữa khai thác và mình tự nuôi.
và một số loại đây giới thiệu với mọi người một loại vẩy ốc nhập từ nước ngoài, đây là vẩy ốc Lập Phong. Anh em ơi, anh em nhìn vẩy ốc lá cạn và vẩy ốc lá lướt của anh em mình nữa có khác không? Ừ, vẩy ốc Lá Phong nhìn hay không này? Ôi nhìn như cây nhựa ấy. Wow. Đây là cùng một họ với cả vẩy ốc thường mà mọi người có thể thấy nó bám trên tường. Đấy là cùng một họ đấy ạ. Nhưng đặc điểm của cái này là nó size nhỏ hơn, hợp với bể terra hơn. Ừ, với lại anh thấy cái thân của nó rất là mẫm, rất là bóng. Dạ vâng. Anh cảm giác nhìn như kiểu là cây nhựa ấy. Nhưng mà thực sự là nó những cái dòng cây như này ở Việt Nam mình có không hay là phải nhập? Dạ có ạ. Có luôn giá, giá cũng khá là cao đấy ạ. À chắc là nó cũng không phổ thông, không phổ biến lắm. Chưa phổ biến. Cái này thì chắc là phải vào rừng để lấy à? Dạ cái này thì nhập ở nước ngoài về. À, đấy là hàng cây nhập cái, đúng không? Cái này không phải dòng bản địa của Việt Nam. Ừ, bởi vì anh nhìn tất nhiên là mình không biết nhiều cây nhưng mà nhìn thấy cây như thế này là mình nghĩ là nhập. Nhìn nó khá là đẹp. Cái loại chuyên loại mọi người thường thấy nhất là cẩm nhung. Ừ, cái cây này thì anh thấy nhiều này. Đây là cây quốc dân luôn ạ. Ừ, anh thấy ở mấy cái chợ hoa các thứ cửa hàng hoa bán cái này nhiều lắm. Vâng, còn nhiều loại. Đây là vẩy ốc thường. Đây là ốc thường. Và không thể không kể tên đó là các loại dương sỉ. Dương sỉ, ừ. Dương sỉ và rêu rất là hợp trong bể terra luôn. Ừ, anh thấy. Kể cả ở chơi nước ngọt như bọn anh ấy. Dạ đúng ạ. Chơi bể aquarium cũng dương sỉ cũng là một cái dòng cây rất là đẹp. Và dương sỉ cũng có rất là nhiều chủng loại mà mình có thể. Đây là một loại lá kim, lá nhỏ hơn. Lá nhỏ hơn và mình có thể tùy vào dáng nó mà mình set up sao cho phù hợp với bể này. Cái này nó lá nó to hơn hẳn luôn. Dạ vâng. Thế cái đây là cái trại nghiên cứu của em để em dạ vâng. Mix hay là mình chăm sóc hay là mình dạ, đây là thử nghiệm cái gì? Chỗ nghiên cứu về tập tính sống của nó. À. Tại vì terra Việt Nam thì nói chung là terra với thủy sinh thì nó chưa được nhiều cái là kiến thức để mình có thể tham khảo ấy. À. Nên là mình cũng cần tự nghiên cứu để đúc kết ra những kinh nghiệm cho bản thân. Ừ. Đây là một cái phòng lab nhỏ nhỏ để chúng ta có thể nghiên cứu được cái tập tính của cây, cách chúng phát triển sinh trưởng và cách chúng sống và các hình thái lá của nó, như kiểu cái này thì nó sẽ tập tính bò hơn là cao lên. Đúng có rồi. Nhiều loại cây để mình có thể nó đổ mất đây không sao. Nhưng mà cây dương sỉ mà chúng sẽ bò. Vâng. Còn cây vừa nãy thì chúng sẽ có hiện tượng là chúng sẽ mọc cao lên hơn. Đây là các loại rêu đây là rêu lọng. Đây là rêu đầu trắng. Hình như cái rêu đầu trắng này anh nhớ là thủy sinh của bọn anh cũng có dùng hay sao em này? Em thấy cái này nó hạ thị không không được á? Vâng. Vì anh thấy có một vài đợt có mấy bác bán rêu đầu trắng mà dạng khô ấy, xong rồi cho vào nước nó lại tươi lên, nó lại sống. Không biết anh không biết rõ có phải là dòng này không? Nếu mà tươi lên nhưng mà căn bản mình phải sao cho nó sống nó mới phát triển được lâu dài chứ không thể. Rêu thì nó là một loại thực vật không có rễ nên là mình có thể gắn vào làm giữ ẩm cho bể. Nó không có rễ thế nó bám vào những cái giá thể kiểu gì? Mình gắn vào trực tiếp. Mình cứ gắn thẳng vào thôi. Okay. Nó hấp thu nước và dinh dưỡng từ không khí mình phun sương hàng ngày luôn ạ. Mà anh cảm thấy hình như là cái dòng thú chơi terrarium này thì mình sẽ bám phần lớn vào rêu đúng không? Bởi vì anh thấy ở đây mình có rất là nhiều những dòng rêu. Rêu đây, anh thấy ở đây khu này là xanh toàn rêu luôn đây này. Trong terrarium thì em thấy rêu là một loại thực vật nó rất là phù hợp. Em thì em đang ngân theo phong cách nó thiên về mosaic hơn. Có nghĩa là trong terrarium thì nó chia về phong cách và mosaic là một phong cách nó thiên về rêu rất là nhiều hoặc là có thể hoàn toàn rêu. Xem kém một số loại cây bản cạn. Hôm trước anh có nói chuyện với em, anh nhớ là em bảo là mình phải nghiên cứu cái tập tính của những cái dòng cây để làm sao để mix được lại chúng lại với nhau nữa đúng không? Cũng trong như, một cũng như hệ sinh thái vậy. Đúng không? Dạ vâng, cũng như thủy sinh vậy. Và mỗi loài cây đều có một cái tập tính khác nhau và một cái hình thái khác nhau. Mình có thể dựa vào để set up sao cho vị trí phù hợp và cái phát triển sau này nó sẽ ổn định hơn. Như kiểu là ở bể thủy sinh bọn anh ấy thì có những cái dòng cây nó rất ưa nhiều ánh sáng. Vâng, và những cái dòng cây thì nó ưa ít thì mình phải tìm những cái dòng cây nó hợp với nhau đúng không? Còn lại cây thì nó lại ưa khô hơn. Dạ đúng ạ. Đấy thế nên là mình phải tìm những cái dòng cây nó phù hợp để có thể mix lại với nhau. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cứ chọn cây theo sở thích là có thể là hợp đúng không?
cái cây này là cái cây là cây dứa phụng ở dứa đấy đúng không? Vâng. Ừ, mấy anh em chơi kiểu bán cạn thì rất là hay chơi cái dứa này. Đây thì anh đang thấy ở đây em có mấy cái bể bán cạn. Thì như ngoài Terra ra em cũng chơi cả bán cạn đúng không? Vâng. Em thì chơi rất là nhiều vách. Đây là một ví dụ, đây là Palo de Rio. Nó là một dạng có thác chảy và hệ thực vật ở trên cạn. Ở phía dưới thì có thể là xen kẽ một số loại cá. Cá. Hôm trước anh thấy nhiều cá lắm mà hôm nay cho nó bị nấm. Nó bị nấm chết. Để lại đàn con. Tại vì em cũng chưa nghiên cứu về cá nhiều. Em cũng mới chơi cá. Tại vì em kêu hơn. Nhưng mà chơi phong cách bán cạn này, chơi cá bảy màu khá là hợp lý. Dạ vâng. Có thể nuôi được cá, có thể trồng được cây. Nó không cần phải chăm sóc nhiều, đây là ba lô đấy rồi. Ừ. Anh cũng đã từng tính nghiên cứu làm một bể như thế này nhưng mà cuối cùng lại thôi, vẫn chưa có thời gian để làm. Đây và đây còn một bể nữa. Đây cũng một phong cách tương tự ở đối với thác đá chảy xuống. Đây có thể thêm tượng Phật để sống kiểu ở chùa chiền. Đây là phong cách thiền. Đây. Đây là một phong cách cho anh em nào mà không thích để tượng Phật vào trong nước. Vâng, đấy. Mà vẫn muốn có và vẫn muốn có tượng ở trong cái không gian của cái bể thì bán cạn sẽ là một cái phong cách rất phù hợp với anh em. Vâng. Nó rất thiên nhiên, cũng rất phù hợp với những cái tượng Phật như thế này. Vậy thì những cái dòng rêu này em có bán không hay chỉ để chơi thôi? Dạ, hiện tại thì em đang sử dụng cho cá nhân thôi. Cá nhân thôi, chưa bán à? Em sẽ kinh doanh để bán nó. Mà vừa nãy anh đang ngồi mà anh nhận thấy cái này này. Đây như là... đây là phân Akadama đúng không? Dạ đúng rồi, đây là phân này Akadama. Ở chơi nước ngọt thì chơi thủy sinh thì ít người dùng cái dòng phân này lắm. Dạ bởi vâng. Vì nó rất là bụi và bẩn ấy. Vâng. Thì nhưng mà nếu mà chơi Terra thì mọi người lại sử dụng cái loại này nhiều à? Trong Terra thì nó không có nước nên là nó không cần quan tâm về bụi trong đất. Ừ. Chỉ quan trọng là nó chỉ cần thoáng lên. Thoáng lên là và Terrarium là một hệ sinh thái, nó không cần nhiều dinh dưỡng như thủy sinh nữa. Tổng rêu là nhiều. Hoặc là mình có thể cung cấp dinh dưỡng bằng phân nước và cho vào bình phun xương. Cũng dùng phân nước đi. Cũng dùng phân nước luôn. Vâng, có thể dùng phân nước ạ. Mình có thể phun xương vào những cái cây rong cây rêu này. Dạ đúng rồi. Cái phần này là cái phần gì? Anh thấy nó rất là bông này. Đây là mùi dừa, nó nằm để giữ ẩm cho bể. Nền này nó sẽ giữ ẩm không tốt bằng cái này. Nhưng mà cái này nó lại không có nhiều dinh dưỡng bằng cái này. Thế mình kết hợp cả hai có được kết không? Hợp, vâng, có nhiều lớp. Lớp ở dưới cùng thì mình sử dụng sạn suối. Cũng giống trong thủy sinh là nó để làm thoáng nền ở phía sạn dưới suối. Vâng. Hoặc có thể sử dụng thêm các loại than hoạt tính để nhằm xử lý các chất độc trong bể ấy ạ. Ừ. Anh thấy ở kia cũng có rất là nhiều đá lũa này. Vâng, chỗ đấy là chỗ nguyên liệu em sử dụng trong bể Terrarium. À, đây, anh em có nhìn thấy không? Ở bên này có rất là nhiều những cái layout thô rồi này. Và bạn ấy sẽ dùng cái farm để có thể là gắn nó vào. Ơ, nhưng mà anh thấy nó có cái mùn đen đen gì ấy. Dạ, đấy là... Đây. Sau khi sử dụng farm thì mình gọt đi để tạo hình. À. Và sau khi gọt thì nó sẽ... tạo thành một cái gọi là nó hình dáng nó không tự nhiên. À. Nên là em sử dụng phân nền gạch xanh để em xay nhuyễn. À. Để nhằm chét lên để nó kiểu tạo thành. À, nhìn nó giống đất hơn đúng không? Nhìn nó giống đất hơn ạ. À. Chúng ta sẽ dùng phân nền gạch hoặc là tất cả những dòng phân nền khác. Vâng. Có thể là xay nhuyễn ra xong. Anh em có nhìn ra cái layout này là quen không? Ở thủy sinh chúng ta có rất nhiều anh em chơi cái lại layout mà có cái đường cát ở giữa như thế này này. Đó, có một cái điểm gì đó rất là gần gũi với anh em chúng ta khi mà qua Terrarium. Nó cũng có những cái này ao rất là đẹp. Này ao rừng, nó chưa thần rừng lắm cho nên là... Đây là cái hệ động thực vật. Động vật thôi, à thực vật thôi, thực không có động vật. Ừ. Anh đang nói với chuyện là ở bên nước ngọt thủy sinh ấy cũng rất là nhiều bác làm cái layout kiểu dạng rừng xong là có cái rãnh đấy ở giữa này để tạo chiều sâu ấy. Em thì nhìn cũng rất là độc đáo. Em thì cũng là một người chơi thủy sinh, tôi theo những phong cách khác nhau để mình có thể là đa dạng hơn về phong cách. Nên là sang đây anh thấy một cái sự gần gũi thân thuộc.
Đây là những cái bể mà nó có những cái hình thù độc đáo. Ở những anh hỏi một chút, vì sao lại phải làm những cái hình thù nó nhiều góc cạnh như thế này mà dạ. Sao không làm vuông vuông như kiểu là bể thủy sinh ấy? Dạ, cái này là một đặc điểm gọi là ưu điểm hơn của bể Terra, là nó có thể sử dụng nhiều cái hình dáng khác nhau nhưng nó vẫn chịu lực tốt và vẫn có thể mình sử dụng. Như thủy sinh thì với những cái hình dáng này thì nó sẽ chịu lực không tốt. Với lại có một cái điểm rất hay là anh thấy cái này nó không cần phải có một cái ấy, đúng không? Đây là nó bằng sử dụng viền silicone nên không sử dụng bản lề. Ừ, anh không đây. Mấy lần anh qua hoặc là xem video anh bảo chả hiểu sao không có bản lề mà cứ mở ra mở vào mãi nó không vấn đề gì. Hóa ra là chỉ cần một cái ít silicone thôi. Rất là dẻo luôn. Rất là dẻo. Cái này nó cũng tùy loại, không phải loại nào cũng sử dụng được. Đúng, không phải kem nào cũng dùng được, đúng. Dạ vâng. Đây là nhìn nó rất là tinh tế. Và nó khép kín luôn. Rất là mướt, đúng không? Nó kín hoàn toàn luôn. Ở đây thì nó cũng có nhiều dạng, đúng không? Ví dụ như vuông vuông như thế này cũng có này. Đây là một số loại bể viền kim loại, nó sẽ hơi hướng cổ điển hơn. Cái viền này nó dày hơn này. Dạ vâng. Nó bằng sắt này. Nó có cả một lề đây. Nó có một chút. Đúng rồi. Nhưng mà anh thấy nó không kín được như cái bể kia. Dạ vâng. Đây nó có một cái hai cái bản lề này. Nó không kín. Đấy, cũng nó hở một tí thì mình sẽ vuông xuống nhiều hơn cái này. Nhưng mà nó sẽ giảm được cái hơi nước trong bể hơn, nó sẽ không bị đọng nhiều như có vẻ như những cái dòng đèn mà sử dụng cho những cái bể Terra này nó khá là cơ bản, đúng không? Dạ vâng. Bởi vì anh thấy những cái đèn như thế này nó khá là rẻ này. Trong Terra thì cầu kỳ lắm. Về ánh sáng nó cũng không cần yêu cầu nhiều như một số loại cây thủy sinh khác. Đúng rồi. Với cả hệ thực vật mình sử dụng nữa, em sử dụng rêu là chủ yếu. Nó là một loại thực vật nó không cần nhiều ánh sáng. Mọi người có thể để ý là rêu thì nó bám ở các chỗ mà vệ sông, nó sẽ không cần nhiều sáng quá nó lại cháy. Nhiều sáng quá. Đây, chỉ cần một cái bóng đèn rất là rẻ như này thôi, anh nghĩ là nó khoảng tầm mấy trăm nghìn rồi nhỉ. Một cái đế gỗ như thế này là chúng ta có thể là đặt được một cái bể Terra rất là đẹp lên như thế này. Và một ngày chúng ta chỉ cần xịt nước hoặc là một tuần xịt 2-3 lần là ok. Đây. Đang vừa lại qua thắc mắc thì cũng có bảo là có những cái bể nó cũng vuông vuông như thế này này. Nhưng mà đúng thật là khi mà làm những cái bể vuông vuông như thế này thì nhìn nó không đẹp bằng mấy cái bể như thế này. Nhìn cái bể vuông vuông này nhìn nó sẽ kiểu nó basic ấy. Như thế này nó đẹp hơn. Truyền thống hơn. Nhưng một số loại này nó hiện đại này. Nó cũng mang cái sự tinh tế. Còn đây là những cái bể tròn. Đặc điểm của bể tròn thì mình có thể quan sát được tất cả mọi phía luôn. À đúng rồi, mình có thể xoay được. Dạ đúng ạ. Còn những cái bể như thế này thì muốn xoay thì chỉ có bê thôi. Dạ đúng ạ. Và nó sẽ khá là phức tạp. Mỗi một cái dòng bể nó sẽ có một cái dạng ưu điểm khác nhau. Ưu điểm, đặc điểm khác nhau. Bể tròn thì chắc là nó không quá to được, đúng không? Vâng, đúng rồi. Chỉ vừa nhỏ nhỏ như này. Với Terra hoặc là thủy sinh thì chơi càng lâu nó càng đẹp. Đây, có thể thấy rêu lên rất là căng luôn. Rêu lên, một số loại rêu phát triển rất căng luôn. Nó xanh. Vâng. Ừ, nó là mọc quả hoa. À, ở rêu thì đây gọi là nó là bào tử, nó là bào tử. À, cái này nó sẽ tách ra để nó tạo ra rêu dạ, mới. Đúng, dạ đúng rồi ạ. Nó cũng giống tương tự như hoa với quả của các loại thực vật khác. Một cách sinh sản dành dạ, riêng rồi. Cho rêu. Nhưng mà nó tên gọi khác thôi. Anh cứ nghĩ là hoa. Ừ thì cũng giả dạng hoa khi mà nó sẽ tách hoa. Bào tử ra và nó sẽ tạo ra một cái cá thể mới. Một số loại cây nó sẽ bọc cây bám, đến bám vào layout. Đây là cây quyền bá, quyền bá, vâng, quyền bá. Bám như mọi người có thể mọi người đã từng xem phim Venom nhỉ? Đấy, bám vào như Venom. Bám hoặc là Spider-Man. Bám vào giả thế. Anh thấy một cái bể nhỏ nhỏ như thế này để mà chơi đề bàn cũng rất là ok này. Vâng. Với những cái bạn mà không có thời gian chăm sóc hay là cái khu vực nó để nó không được rộng lắm ấy, thì một cái bể như thế này cũng sẽ rất là hợp lý cho những cái bạn ấy. Đây, còn đây là cái khu vực em setup đây đúng không? Đây là khu vực em setup ạ. Sử dụng các loại nguyên liệu giống thủy sinh. Nhưng mà phần lớn thì anh thấy mọi người sẽ dùng foam này để dính lại đúng không? Dạ, foam là để tạo thành cái phôi cơ bản. Sau từ đây thì mình có thể gắn thêm các loại nguyên liệu để cho nó tự nhiên hơn, nhìn tự nhiên hơn. Phần lớn nó sẽ dùng người đánh. Bởi vì những cái bể này nó sẽ nằm dọc. Dạ vâng. Mình bắt buộc phải có một cái gì đó để cố định nó lại. Dạ vâng.
và chắc chắn là chúng ta không thể dùng keo để mà dính rồi. Keo vào kính thì nó sẽ làm mờ kính rất là bẩn. Đúng rồi, với lại sau này mình có bóc mấy cái này ra nó dễ hơn. Đúng rồi. Chứ dùng keo thì nó không bóc ra được. Cũng đây. Đấy, anh em thấy mấy cái bài này chưa? Đấy anh em học đi. Sau này tự set up. Đây, một cái bể khá là nhỏ nhỏ đây, như này thôi. Đúng rồi, đây là cũng là một dạng nghiên cứu rêu của em. Đây là một bể Terra mà em set từ tháng 10 năm ngoái và đến giờ man nắp chưa hề mở lần nào. Ôi, chưa hề mở. Thế vâng. Thế cái việc mà oxy rồi các thứ thì nó sẽ như thế nào khi mà nó kín như thế này? Đây là rêu là chủ yếu nó là một loại thực vật, nó không cần không khí nhiều đấy. Và thực vật thì nó sẽ hấp thu CO2 thải O2 khi có ánh sáng và ngược lại khi không có ánh sáng. Ok. Thế là nó thành khép kín. Và nó cũng vẫn rất là ẩm vì chúng ta không mở ra. Và nước cũng thế luôn, nước nó bay hơi lên rồi nó sẽ ngưng đọng xuống. Nó chỉ mất đi một ít chứ nó không. Nhưng mà những cái dòng rêu như thế này chúng có hay bị bệnh hay là bị gì không? Bởi vì ở thủy sinh bọn anh thì nó hay bị rêu hại này. Dạ. Nó hay bị rữa này, hay bị thối này. Thì rêu ở đây nó có những cái bệnh tương tự hay là như khác không? Ở rêu thì cũng có một số loại bệnh như nó dễ bị nấm mốc. Nấm mốc từ kiểu nguyên liệu nó không sạch thì và giá thể nó sẽ không phù hợp thì nó sẽ tạo mốc. Nấm trắng ấy hả? Vâng. Nói chung là ở đâu thì cũng có bệnh, ở đâu thì cũng sẽ có những cái tế bào gây ra bệnh và chúng ta phải dưỡng những cái cây đó làm sao tốt nhất trước khi vào bể. Ở đây cũng là một cái để mà mình chọn lọc những loại cây khỏe nhất. Nhưng mà có một cái nhược điểm là khi mà anh vào như thế này là anh nhìn như thế này là anh chả biết cái cây nào đẹp vì nó ở trong cái hộp trắng ấy, nó rất là mờ. Ở đây thì em sử dụng cái nước hơi nhiều nên là nó bốc hơi nhiều. Nếu mà có một cái cách nào đó giúp cho cái việc mà nó sâu ra thì sau này mình có làm sâu luôn. Mình lắp dàn phun xương. Nhỉ. Cũng dàn phun xương như của cây cảnh thủy sinh được đúng không? Các bạn em làm cái này để mình tối ưu chi phí. À, có nghĩa là mình đang không có nhiều không gian đúng không? Dạ vâng. Thì mình làm như thế này nó cũng sẽ đáp ứng đủ. Em cũng ngại nước tại vì ở đây toàn đồ điện em cũng ngại. Để tạo ra một cái ấy riêng bởi vì thực ra thì đây là một cái showroom của anh em ra mà chung là chưa có một cái cửa hàng. Dạ vâng, đây là một cái showroom tại nhà em luôn. Đang đi học mà. Đấy, một bạn trẻ đang đi học nhưng mà có một cái điểm đam mê và cũng là một người rất nổi tiếng khi đã được rất nhiều báo viết. Thực ra anh em đến với chung thì cũng không phải là một cái cửa hàng gì quá lớn đâu. Tuy nhiên anh em sẽ có cái cảm giác nó gần gũi hơn. Bởi vì đây là một cái nơi mà Trung đang gọi là gửi gắm cái niềm đam mê của mình vào. Đây nói đúng hơn là một cái showroom để em có thể giới thiệu với mọi người một cái thú chơi. Đúng. Mình sẽ chăm sóc nó tốt hơn. Bởi vì đây là chính là những cái niềm đam mê của mình. Chứ không phải là một cái cửa hàng kinh doanh lớn. Thế nên là mọi thứ ở đây đã được chăm chút rất là tốt. Vì số lượng không nhiều mà. Đủ để mình có thể tự chăm. Đây, mọi người nhìn không? Chỉ cần mấy cái ánh bóng đèn led nó cũng cơ bản như thế này thôi. Đấy là có thể là sử dụng cho một cái bể Terra rồi. Đấy, một cái bể như thế này mình thấy rất là đẹp đây này. Đề này thì nó có thể nuôi sống nhưng mà nếu mà để muốn chơi, phát triển căng thì sử dụng đèn khác. Thích những cái đèn RGB nó có liệu nó có tác động đến cái màu sắc tốt không? Dạ cũng ạ. Tại vì hệ thực vật của em đa số là màu xanh nên nó không cần yêu cầu cái ví dụ như một số loại cây đỏ như bạch hòa hoàng này, tại vì ánh sáng trắng nó không đủ để làm đỏ. Thật ra cái này ở ngoài nắng rất là đỏ luôn. Nó cần một cái đèn RGB để đánh đỏ nó lên. RGB nó sẽ tác động, nó cũng dạ vâng, nhiều năng lượng. Cũng giống thủy sinh thôi ạ. Đây cũng sẽ là một cái phong cách cho anh em nào thích chơi có tượng Phật và rất là thanh tịnh. Siêu lên. Đấy, cái bể rất là đẹp này. Siêu. Ôi. Như cánh đồng giờ lên mướt chưa? Như cánh đồng thật sự luôn. Đúng là như kiểu là nhiệt đới đấy. Hình như là mùa hè này chơi cái này cũng vất vả đúng không? Như kiểu bọn anh chơi thủy sinh ấy. Dạ vâng. Cái mùa này phải có một cái chi lơ xong lúc nào nước nó cũng hấp hơi hết ở trên cái mặt bể. Rất là khó chịu. Với Terra thì tùy loại thực vật mà mình cần yêu cầu nhiệt độ như thế nào. Tại vì em đang sử dụng rêu và một số loại cây nó yêu cầu nhiệt độ mát, 30 độ xuống. Nhưng cũng có một số loại nó chịu được nóng tốt hơn.
nên là có thể mình có thể tìm hiểu hơn và setup sao cho với điều kiện nhiệt độ của mình sao cho vừa. Đúng rồi. Nói chung là mặc dù là nhiệt đới nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có một cái gọi là không khí đủ mát để cho cây nó phát triển. Đúng là đến anh em mình còn ra ngoài đường còn héo mòn nên không có điều hòa nên héo mòn nữa là cây. Với nhiệt độ mát thì mình sẽ lựa chọn được nhiều loại thực vật. Đúng rồi, và nó cũng sẽ kiểu hơn, xanh hơn, mướt hơn. Với nhiệt độ cao thì nó có một số loại có thể sống nhưng mà để phát triển căng thì nhiệt độ mát sẽ tốt hơn. Đây, chúng ta sẽ gài cây vào, gài rêu vào đây. Gài rêu vào layout thu mà layout mình sẽ đắp trước. Đây, mình sẽ chát đất lên đây đúng không? Dạ vâng, em cũng sử dụng Akadama để chát đất vào. Cái quét lên là nó sẽ cô đặc này, sẽ dính lại, xong rồi mình sẽ ghép rêu à? Wow. Cũng là một cái sự tỉ mỉ đấy. Sau thời gian thì rêu nó sẽ bám chắc vào giá thể. Mọi người có thể thấy là các cành rêu nó sẽ bắt đầu tỏa ra và bám vào lũa. Nó cũng giống như thủy sinh luôn à? Nó cũng như vậy. Vâng. Cũng tạo ra một cái hệ sinh thái khá là hay. Những cái cây này nó quấn với nhau như kiểu là một cái khu rừng ấy. Đấy. Những cái bể như thế này rất là đẹp. Thử những cái đây là đúng một dạng gốc cây. Anh set layout của gốc cây. Nhưng anh thấy như thế này là nó rất là tự nhiên này. Tất nhiên là nó kể về cảm quan thì anh thấy cái này nó ấn tượng hơn. Vâng. Nhưng mà nhìn cái này thì nó sẽ tự nhiên hơn. Vâng. Vì nó đúng như kiểu là vì anh thấy những cái gốc lũa này nó đúng theo kiểu thời gian bào mòn đi ấy. Dạ vâng. Như một gốc cây chết sau đúng vật nó sẽ phát triển thay thế đây. Đấy, anh em nhìn thấy từ những cái gốc lũa rất là cơ bản đấy thôi, qua bàn tay của các nghệ nhân có cái niềm đam mê và nó tạo ra một cái hệ sinh thái nó rất là độc đáo. Nhưng mà chung thì lại thích màu xanh nhiều hơn. Thích màu xanh và màu đen. Ừ, thế nên là anh thích cái bể này nhất. Bể này cũng đẹp này. Thực ra những cái cây như kiểu cây dứa này nó cũng không cần nhiều nước đúng không? Vâng. Nhiều nước quá chúng lại chết. Đúng, nó rất dễ bị úng ở cái phần đó. Gốc. Thế nên là mình phải tìm được những cái dòng cây nó hợp với nhau để kết hợp lại. Chứ không một cây không cần nước, một cây cần nhiều nước tưới vào rồi kiểu gì nó cũng đi. Với dứa thì dễ, nó cũng chủ yếu là để bám vào giá thể để nó giữ. Còn về đâu là nước nó sẽ tụ ở các ở các cái điểm lá này thôi. Đúng không ạ? À thế là chúng thì sẽ hấp thụ nước qua lá chứ không phải là qua rễ. Dạ. Hấp thụ nước ở trong thân này. À trong thân này. Vâng, nhưng mà nó đọng nước ở đây cho nó chảy xuống. Ờ trong nó chảy xuống thân. Còn ở cái rễ thì chỉ để bám thôi. Chỉ để bám. À đấy. Giờ anh mới biết đấy. Vâng. Vì trước anh cũng cứ nghĩ là nó sẽ rút nước ở rễ các thứ rồi. Đây là mọi người có thể thấy là ở các bể bán cạn thì người ta sẽ cuốn cái gốc vào lũa luôn. Đúng rồi. Và phôi xương trực tiếp lên cây. Đúng rồi. Đấy là một cái đặc điểm của dòng dứa này. Dạ vâng. Rất là hay. Còn cái việc chăm sóc những cái bể này bảo trì thì nó có khó không? Sau thời gian thì hệ thực vật nó sẽ phát triển hơn. Đây mình có thể tỉa các lá già và lá héo. Nó cũng sẽ có những cái lá nó sẽ héo đi đúng không? Rồi, vâng. Chúng ta sẽ tỉa. Và lá mới nó sẽ thay thế vào vị trí cũ. Nói chung là chơi những cái bộ môn này thì rất là tỉ mỉ. Đấy. Để, trước khi biết đến em, anh cũng có xem những cái nghệ nhân của bên Nhật. Vâng. Làm những cái bể, phải nói là người ta rất là tỉ mỉ. Để cả rêu mình nó sẽ tỉ. Chúng ta sẽ phải đi tìm những chiếc lá. Thực ra đây là cũng là một cái việc nó cũng không quá khó nếu mà chúng ta có ít bể. Còn nếu mà chúng ta có tưng đầy bể thì nó lại là một cái gì đó rất là mệt đấy. Vấn đề. Đây. Mình tỉa các lá chết đi. Và chết nó sâu, thối. Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đấy. Nhưng mà cái nhất là cháy bẩn trong bể. Nhưng mà nhiều khi mình cứ để lá thối nó rụng xuống nó thành một cái hệ phát triển rồi. Vâng, nó cũng cung cấp dinh dưỡng cho nền, nhưng mà về cái cảm quan thì nó sẽ đúng rồi, nhìn nó không được sạch đúng không? Thực ra anh em mình chơi cái này thì cũng phải thẩm mỹ một tí. Chứ không lại toàn lá vàng úa. Tại vì kích thước nhỏ nên là chỉ cần một lá héo là mình có thể thấy được ngay. Đúng rồi, cũng như thủy sinh chả anh em nào muốn vẫn là tạo ra một cái hệ sinh thái, nhưng chả anh em nào muốn nhìn lá nó thối cả. Cũng phải hút nó đi.
như một cái vách vách núi, vách đá rất là đẹp. Đây là một những cái rất là hay đấy, để anh em có thể là tham khảo và biết đâu anh em lại tìm ra một cái niềm đam mê mới với cái bộ môn này. Một số loại cây mà sau khi mình tỉa thể ươm trồng ở chỗ khác và nó sẽ lên tiếp, à, là mình có thể tái sử dụng cây. Tái sử dụng cây, vâng, đúng không? Nhiều khi nó mọc dài quá thì mình sẽ bỏ đi và sẽ chuyển sang bệ khác, vâng, bởi vì nó sẽ phá bố cục của cái bể thủy sinh của chúng ta đi. Còn cái vấn đề đúng là những cái cây như thế này thì nó cũng không cần nhiều phân nước lắm, nhiều chất lắm nhỉ. Thế nên là chắc là ví dụ như chúng ta có mua những cái dòng phân nước thủy sinh hay cái gì châm vào đây cũng được đúng không? Và cũng được ạ. Cũng được đúng không? Và với cái lượng như thế này thì chắc là có mà mua một chai thì cũng mà dùng vài năm. Một chai dùng quá nhiều, tại vì chai nó đậm đặc rồi. Ừ. Vì rêu và giản chất là nhiều khi là cho nhiều chất quá nó sẽ bị hỏng. Với Ethereum thì nó là một bộ môn có thể dễ dàng tiếp cận, kể cả với học sinh sinh viên. Với có thể mình có thể nhiều cái phân khúc mà mình sử dụng. Dưới 1 triệu cũng có thể có một bể Terra với đầy đủ hệ thực vật và setup. Wow, thì có nghĩa là khoảng 1 triệu là mình đã có thể là tiếp cận với cái bộ môn này rồi. Vài trăm mình cũng có thể tiếp cận. Vài trăm. Nó sẽ phù hợp với nhiều bạn sinh viên hơn. Thực ra là chơi thủy sinh hay chơi cái gì mình cũng cần đầu tư. Tuy nhiên là nhiều người sinh viên mình muốn tiếp cận dần dần ấy, thì đấy là một cái mức giá nó sẽ khá là tốt cho anh em. Với những cái bể ví dụ như thế này thì nó rơi vào tầm bao nhiêu? Với ví dụ bể như này nó rơi khoảng tầm 3-4 triệu. 3-4 triệu. Như mẫu này thì nó tầm 1 triệu. Mẫu tròn này 1 triệu. Đấy, những cái bể như thế này thì cũng khoảng trong khoảng 2-3 triệu. Thì mình có thể tham khảo một số mẫu nó tầm 30-30. Ở nhưng nó đã có bao gồm đèn hết chưa? Dạ. Đã bao gồm đèn và bao gồm đèn rồi đúng không? Ừ. Mức giá rất là cũng khá là ok đấy. Nó dễ tiếp cận hơn. Sau này mà ví dụ như anh chơi mà nhỡ rêu nó có chết thì anh lại chạy ra đây anh mua rêu của em à? Thành đúng không? Thực ra đấy cũng là một cái để mà mình cần phải lưu ý, bởi vì nhiều khi mình chơi nhưng mà không biết mua rêu ở đâu để ấy đấy. Bên em thì cũng vẫn có bảo hành cho khách nha. Với 4 tháng đầu tiên thì mọi người chế độ có thể bảo hành đúng không? Vâng, sử dụng hai thẻ bảo hành nó giữ miễn phí. À, đấy cũng là những chế độ rất là hợp lý. Đa số khách hàng bên em là đều là người mới chơi nên là không thể mà cái chăm sóc nó chuẩn ngay từ đầu đúng không? Đúng rồi, với những cái bể như thế này ví dụ như sau này nhỡ bác nào về mà không may cho đèn sáng quá nó cháy hết thì đèn nhiều cũng làm chết cây, ẩm nhiều cũng chết cây mà ẩm ít cũng chết cây. Ừ đúng rồi đấy. Nhiều khi mà chúng ta phải có một cái những cái hướng dẫn cho khách để làm sao cho nó hợp lý. Bởi vì anh cũng là người chơi đấy, anh biết là nhiều khi là những cái tưởng chừng rất là cơ bản nó lại rất là hay dẫn đến cái việc bị chết. Lý thuyết là một phần nhưng mà cách chăm sóc nó lại quyết định vào phát triển của được. Đôi khi một cái bể chỗ mình rất đẹp nhưng mà về nhà chỉ là cần khách xịt hơn một tuần, xịt hơn đúng một lần nước thôi là dần dần nó cũng úng, nó cũng chết. Đây là cái bể mà Trung có bảo là cái cây gọi là quốc dân này này. Cẩm nhung. Đấy, cẩm nhung này. Đấy, đẹp. Tớ rất thích những cái bể mà nó có màu xanh đỏ như thế này. Em thì fan ruột của một bể màu xanh. cái cây này đẹp nhỉ? Nhìn nó vào cái gì nó nổi, cái bể đấy. Với những bể mà em gọi là tâm huyết thì em sẽ sử dụng một số loại cây. Và đây là ông ấy dùng cả cái gọi là cái ấy thủy tinh này, cái cốc thủy tinh gì ông vào ông không biết ông nuôi cái gì này, phong cách gì này. Chắc là nuôi ấu trùng. Đây đẹp, có thể là tí nữa mình sẽ bục con này về. Đấy, tôi nhìn thấy một cái bể đẹp rồi đấy các bạn không ạ, thì tôi sẽ mua về tôi trưng ở cửa hàng. Và mong rằng với một cái video vlog ngắn như này có thể giới thiệu với mọi người với một cái thú chơi mới, một phong cách mới, Terrarium. Và Trung có muốn nhắn nhủ gì với mọi người không? Và nhân đây xin cảm ơn anh Cốt đã dành chút thời gian ghé thăm Trung Refresh. Thì đây cũng là một nơi để mọi người có thể đến và giao lưu chia sẻ thêm về một thú chơi
khá là mới ở Việt Nam. Và đến đây thì đảm bảo luôn là có điều hòa để anh em ngồi nhé, mát lắm. Còn ông cảm ơn tôi thì ông tặng tôi cái bể này là được rồi. Tôi chỉ cần tặng cái bể này thôi. Rồi, và mong rằng mọi người sẽ thích video này. Và nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký để ủng hộ mình và cả Trung nữa nhá. Mọi người có thể theo dõi Trung Video Forex trên fanpage hoặc là TikTok, hoặc là có địa chỉ ở fanpage luôn ạ. Em ở Hà Đông Hà Nội. Rồi, mình sẽ để cái tài khoản TikTok ở bên trong cái video này để cho mọi người có thể là kích vào và xem nhá. Ở trên TikTok thì Trung nên có đến tận 70.000 người theo dõi. Và có rất là nhiều những cái video chia sẻ về Terrarium để cho mọi người. Đấy cũng là một kênh để em có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm chơi, cũng là chia sẻ với mọi người những cái kiến thức về Terrarium. Rồi, ok. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Xin chào mọi người.